Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại hại Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 29 tháng 1 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học viện Phúc Châu tập 256 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh dài. Trang 311 Trang 311 Hàng thứ hai Tất thành chánh giác đệ thức Chú giải của niệm lão tỳ kheo pháp tạng Ở chỗ thí gian tự tại dương như lai Phát 48 nguyện xong Dĩ nghĩa là nói xong rồi Lại ở trước Phật Mà nói kệ tụng Biểu thị hạnh nguyện này Và xin được chứng minh Vì đại nguyện chân thành sâu rộng Nên ứng thời cảm đắc Được mưa qua đất rung Không trung khen rằng nhất định thành phật trên đây là nội dung của phẩm này mấy câu đơn giản đã giới thiệu ra rồi chúng ta xem kinh văn phật cáo a nan nhĩ thời pháp tạng tỳ kheo thuyết thử nguyện dĩ dĩ kỳ tụng viết dùng thể kỳ tụng để tán thang ngã kiến siêu thế chí tất chỉ vô thượng đạo tư nguyện bất mạng túc thể bất thành đạt gia chúng ta biết siêu thế chí này bốn mươi tám nguyện Di Đà thành Phật rồi Nguyện của Ngài toàn bộ đều viên mãn Phục Di Đại Thí Chủ Phổ tế chư cùng khổ Linh bỉ chư quần sanh Trường dạ vô ưu não Xuất sanh chúng thiện căn Thành tựu bồ đề quả Sau khi đại nguyện thành tựu rồi tiếp theo chính là phổ độ chúng sanh độ chúng sanh không phải là việc bình thường là phải khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể thành phật đạo cho nên sau đó nói thành tựu quả bồ đề câu này rất quan trọng câu này chính là thành phật ngã như thành chánh giác lập danh vô lượng thọ phật a di đà thành phật rồi danh hiệu của ngài là vô lượng thọ chúng sanh văn thử hiệu câu lai ngã sắc trung đây là tất cả chúng sanh tiếp xúc với Di Đà Đều sẽ phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Như Phờ Kim sắc thân Diệu tướng tất viên mạng Đây là như thân tướng của Phật Diệt dĩ Đại Bi Tâm lợi ích chư quần phẩm ly dục thâm chánh niệm tịnh tuệ tu phạm hành những đại chúng giảng sanh đến thế giới cực lạc này cũng giống như di đà dùng tâm đại từ bi cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Phổ độ chúng sanh giống như Phật. Đây là lợi ích khắp các phẩm gì? Bây giờ chúng ta xem Chú giải của Hoàng Niệm Lão Ngã kiến Siêu thị trí kiến là kiến lập là lập gì nói về siêu thị trí các nhà chú giải kinh có rất nhiều cách dạy khác nhau đối với câu nói này tổ sư đại đức có một số cách nhìn khác nhau. Vậy siêu thí chí là gì? Tịnh ảnh dân Đây chính là chú giải của Khương Tăng Khải Ở Trung Quốc bản này lưu thông rất rộng rãi Tiền sở phát trung Cầu pháp thân nguyện Cầu tịnh độ nguyện Danh siêu thế huyền tịnh ảnh dùng bản ngụy dịch tức bản của khương tăng khải quang minh vô lượng nguyện thọ mạng vô lượng nguyện giữ chư phật xưng dương nguyện di nhiếp pháp thân nguyện quốc độ thanh tịnh nguyện quốc độ nghiêm sức nguyện di nhiếp tịnh độ nguyện tịnh ảnh chỉ gọi năm nguyện này là siêu xuất thế gian Vị này là tiểu quỵ diễn Hậu nhân tôn kính Ngài Không gọi danh xưng của Ngài Mà gọi tên chùa của Ngài Ngôi chùa mà Ngài trú trì là tịnh ảnh Ở đây chúng ta thấy tịnh ảnh Niệm lão trích dẫn rất nhiều Chính là đại sư huệ diễn ngài và tổ sư tịnh tông huệ diễn danh hiệu hoàn toàn tương đồng hai chữ đều giống nhau một người là thời đông tấn một người là thời nhà tùy cho nên xưng là tiểu huệ diễn phật môn chúng ta xưng ngài là tiểu huệ diễn chính là chùa tịnh ảnh ông cho rằng trong quan nguyện năm loại nguyện này vô cùng quan trọng tức là vừa rồi chúng ta đọc đến quang minh vô lượng thọ mạng vô lượng chư phật xưng dương đây là pháp thân quốc độ thanh tịnh quốc độ nghiêm sức đây là nguyện nhiếp tịnh đồ Năm loại nguyện này siêu xuất thế gian Cảnh hưng đồng chi Nghĩa tịch Giọng Tây những vị đại đức này Họ nói Tổng chỉ cho 48 nguyện Hậu thuyết thậm thị Câu nói này là Hoàng Niệm Lão nói Hoàng Niệm Lão tán thành Cách nói của các vị Đại Đức Nghĩa tịch và giọng Tây Siêu thế nguyện trên thực tế chính là Chỉ cho 48 nguyện mà không phải là chỉ cho năm nguyện trước đây là những cách nhìn nhận khác nhau cho nên người nhân ác gặp nhân người trí ác gặp trí quý vị xem cung là một câu kinh văn mà giải thích khác nhau chân giải đây là một vị tổ sư của nhật bản tổ sư của tịnh tông Ông nói tổ chúng ta nói 48 nguyện không thì nghĩ bàn Tổ chúng ta là chỉ cho Đại sư Thiện Đạo Vậy chúng ta đã biết Do thời nhà đường Sư du học ở Trung Quốc Là học trò của Đại sư Thiện Đạo Sau khi về đến Nhật Bản Sư thành lập tịnh Độ Tông vẫn là xưng đại sư thiện đạo làm tổ sư nên tổ đình của họ ở Trung Quốc đại sư thiện đạo nói bốn mươi tám nguyện không thể nghĩ bàn lại nói thể nguyện vô ngại người đời cho rằng Bốn mươi tám nguyện này, Nguyện nguyện đều khác. Dĩ như trái vẻ và trái thị độc lập với nhau, Đều là tách rời nhau không thể lẫn lộn. Nay không như vậy. Dĩ như tấm thuộc gấm. Khéo dệt thành, hoa quả lá cành như gốc thân cành lá có khác nhưng đều dở thành chỉ trên một tấm gấm nay cũng như vậy tuy số có bốn mươi tám nguyện nhưng mà chỉ là một chánh giác thiện xảo trang nghiêm mà thành nên nói thể nguyện vô ngại chân giải chích dẫn lời của đại sư thiền đạo đại sư thiền đạo nói siêu thế chí này chính là nói bốn mươi tám nguyện không thể nghĩ bàn bốn mươi tám nguyện này lại nói là hệ nguyện vô ngại cũng có thể nói là thể nguyện không có chướng ngại Thí nhân Là chỉ cho người thế gian thông thường Nhìn 48 nguyện này dường như là nguyện nguyện có khác Ý nghĩa này chính là nguyện nguyện đều là độc lập khác nhau 48 nguyện dùng trái cây để ví dụ, dẻ là hạt dẻ. Trái thị đều là cây ăn quả. Trái thị chúng ta hiện nay gọi nó là trái cây. Dường như mỗi thứ là mỗi loại. Đại sư thiện đạo nói nay không như vậy Trên thực tế không phải là như vậy 48 nguyện thật sự mà nói là một nguyện một tức là nhiều, nhiều tức là một. Ngài có một ví dụ giống như một tấm vải thuộc gấm, thuộc là tứ xuyên, nơi sản xuất ra loại lụa tơ tầm. Tơ lụa được dệt ra, gấm chính là tơ lụa vào thời xưa thời nhà đường càng thịnh hành chưa vị biết con đường tơ lụa từ trung quốc thông đến châu âu nguồn gốc của tơ lụa thì tứ xuyên là nơi nổi tiếng nhất trên một tấm tơ lụa này dệt một số hoa văn có hoa quả lá cành gốc thân cành lá khác nhau quý vị xem trong tấm tơ lụa này dệt những thứ như hoa văn trong đó có hoa có quả có cành có lá khác nhau nhìn toàn bộ đồ hòa chỉ là một tấm vải gấm mà thôi do dệt thành bốn mươi tám nguyện cũng giống như tấm vải lụa dệt này nay cũng như vậy tuy là có bốn mươi tám nguyện nó đích thực chỉ là một chánh giác thiện xảo mà trang nghiêm thành nguyện nguyện đều là chánh giác thiện xảo biểu thị của chánh giác thiện xảo tự hành quá tha của chánh giác pháp thân trang nghiêm chính là mình trang nghiêm chúng sanh trang nghiêm pháp giới là một không phải hai dưới đây nói lại càng hay hơn lại nói bốn mươi tám nguyện không thể nghĩ bàn bốn mươi tám nguyện 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 đều đầy đủ đức không thể nghĩ bàn nên các nguyện tương nhập trong mỗi một nguyện đều đầy đủ bốn mươi bảy nguyện khác nguyện nguyện đều như vậy lúc một nguyện đạt được rồi thì bốn mươi tám nguyện đều đạt được đây mới là chánh giá thiện xảo nên nó không có ngăn ngại Người thế gian nói về hạt dẻ và cây thị trước đây Ví dụ về hoa quả cành lá này Không thể đồng loại được Nguyên gian này bởi vì nó là từ một chánh giác mà sanh Chánh giác là Phật tri Phật tiên Trong tâm tự tánh thanh tịnh Trí tuệ bát nhã viên mạng trút trao Cho nên, điều mục của Nguyễn này có nhiều hơn nữa cũng là tương tức tương nhập Không có chứa ngại Ở đây gọi nó là thể nguyện vô ngại Từ đó cho thấy 48 nguyện Hòa nhập với nhau Bốn chữ này vô cùng quan trọng một là tất cả tất cả là một mỗi mỗi đều là nguyện siêu thị hết dùng điều này để giải thích siêu thị chị chữ siêu này dùng lời hiện tại để nói là siêu diệt thời gian và không gian đó là gì đó là nhất thể bốn mươi tám nguyện chính là một nguyện thế nên phật a di đà nói tôi kiến tạo siêu thế chí siêu thế chí này chính là chỉ cho bốn mươi tám nguyện lại đại sư thiện đạo ở trong pháp sự tán nói quan thị đa môn thiên về niệm phật là gần nhất cho nên mỗi mỗi nguyện đều là niệm phật vậy lời này là thật không phải giả danh hiệu di đà không thể nghĩ bạn công đức danh hiệu không thể nghĩ bạn danh hiệu biểu pháp không thể nghĩ bạn lợi ích của danh hiệu không thể nghĩ bạn danh hiệu thật sự nói không hết được Thiên kinh dạng luận Đều từ một câu danh hiệu này Mà lưu xuất ra Không những Thế Tôn 49 năm thuyết tất cả Pháp Thế xuất thế gian Đại Thánh Đại Hiền Đại Thánh là Phật đại hiện là bồ tát, họ là thánh nhân ở thế gian, sở tu, sở ngộ, sở chứng, sở giáo của họ không có gì không phải là từ danh hiệu di đà mà lưu xuất ra. Vì sao vậy? Quý vị, phiên dịch danh hiệu ra ý nghĩa tiếng Trung thì rõ ràng thôi. A Di Đà nghĩa là gì? Vô lượng giác. Quý vị xem trong đây ngài nói là Nhất Chánh Giác, Nhất Chánh Giác không phải chính là vô lượng giác sao? Từ trong vô lượng giác mà lưu xuất ra chính là nhất chánh giác thiện xảo trang nghiêm tức là nhất chánh giác lưu nhập Chúng ta đối với câu danh hiệu này không hiểu biết Cũng không biết câu danh hiệu này có liên quan gì đến bản thân mình Cho nên xếp nó qua một bên không quan tâm để ý đến Không biết đó là bảo vật Là pháp bảo số một của thế xuất thế gian Phật Pháp Trân Bảo của tất cả thế xuất thế gian đều từ một câu danh hiệu này mà lưu xuất ra quý vị có thể tin được không lúc nào mới có thể thật sự tin tưởng được lúc quý vị đại triệt đại ngộ minh tâm chuyển tánh quý vị liền tin tưởng Chưa đến giai đoạn này Quý vị vẫn chưa tin tưởng Đến giai đoạn này thì Tin tưởng triệt để thôi Vì sao vậy cảnh giới quý vị thân chứng Quý vị chứng đắc rồi Cho nên Thiên tiêu niệm Phật Tối di tân Câu nói này hay biết bao Chúng ta có thể thừa đương được hay không? Ngay trong đời này không nên mê mờ nữa, về sau đời đời kiếp kiếp. Ai thân nhất với ta? Niệm Phật là thân nhất. Niệm Phật cha mẹ của ta tổ tông của ta ở trong đó sao ở trong đó không sai tí nào vô thị kiếp đến nay thủy tổ chúng ta đều ở trong danh hiệu phật niệm phật tức là niệm tổ tiên Niệm Phật chính là niệm sư trưởng. Mỗi mỗi nguyện của Di Đà đều vì niệm Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni trong suốt 49 năm thuyết tất cả những kinh giáo cũng là vì niệm Phật mà thôi. Nói nghĩa rộng ra đó chính là không có một thứ gì không bao gồm trong đó. Lại giảng sanh luận nói Ba loại trang nghiêm này nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú là chân thật trí tuệ vô di pháp thân. Niệm lão ở trong chú giải này Câu này trích dẫn rất nhiều Chúng ta thường đọc đến Đọc đến mức đều rất thuộc rồi Ba loại trang nghiêm là gì? Là Phật Bồ Tát Quốc độ Chúng ta bây giờ đổi một danh từ để nói Thì mọi người sẽ càng thân thiết hơn Phật là thầy giáo Bồ Tát là học trò Quốc độ là trường học Cách nói của tôi như vậy Mọi người nghe sẽ càng thân thiết hơn Ba loại trang nghiêm Thầy giáo trang nghiêm Trang nghiêm Dùng lời hiện tại của chúng ta để nói là hoàng mỹ Hoàng Mỹ là không có mảy may khiếm khuyết đều không có Thầy giáo xứng đáng là thầy giáo Sư đạo không có mảy may khiếm khuyết Học trò cho ra học trò Đạo cầu học Đầy đủ hoàng Mỹ không có khiếm khuyết Phạm vi trường học bao gồm rất rộng. Không những là nội dung chương trình, tiêu chuẩn của chương trình, mục tiêu của chương trình, cho đến tất cả những thiết bị dạy học. Mỗi mỗi đều hoàn mỹ không tìm ra khiếm khuyết thậm chí bao gồm học trò bất luận là vật chất tinh thần những thiết bị này cũng đều quan mỹ không có khiêm khuyết cho nên chư phật tán thán hai câu chư phật tán thán này quang mỹ đến cực điểm phật a di đà là quan trung cực tôn Phật Trung Chi Dương Chúng ta nếu muốn là một người học trò tốt Hy vọng sớm một ngày thành Phật Thành Phật tức là thành tựu đại viên mạng thanh tự duyên mạng rốt trao không vào được trường học này vậy thì quý vị khó khăn rồi quý vị có thể vào được trường học này là quý vị đã thành tựu chúng ta ở trong kinh luận thấy được rất nhiều thậm chí nói chỉ cần quý vị tiến vào trường học này chính là quý vị giảng sanh tịnh độ cấp bậc như thế nào Cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Chư Phật Bồ Tát đều tán thán quý vị Quý vị đã thành tựu viên mãn rồi Như vậy không quý sao? Đây thật sự gọi là Pháp khó tin Quý vị là một phàm phu nhân gian Nghiệp chướng sâu nặng Làm sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy Quý vị đã chứng đắc được viên mạng rốt ráo Thời gian này ngắn đến mức độ nào Thông thường mà nói Không quá ba năm học tiểu học ba năm còn chưa tốt nghiệp quý vị đã thành phật rồi quý vị liền chứng đắc đại viên mạng chư phật như lai nói với chúng ta là pháp khó tin chúng ta nghe rồi có thể lãnh hội được phần ít ý nghĩa thật là khó tin vì sao nhiều người muốn học phật nhưng vẫn không thành tựu được nguyên nhân là ở đây nguyên nhân vẫn là khó tin ngày ngày đọc kinh vô lượng thọ ngày ngày nghe kinh vô lượng thọ nghe mấy mươi năm rồi quý vị còn chưa muốn đi khó tin quý vị vẫn chưa nghe hiểu được thật sự nghe rõ ràng rồi họ sẽ thật sự làm không có thật làm là vẫn chưa hiểu rõ không biết pháp môn này là thù thắng như vậy dễ dàng giảng sanh như vậy đi là sẽ thành tựu Những người không thể đi thông thường nói với quý vị là Quý vị nghiệp chướng nặng quá Nói không sai Đâu biết rằng một câu danh hiệu kia là tiêu nghiệp chướng Trong khi nói rất rõ ràng Chí tâm niệm một câu a di đà phật trước đó có tính tâm nghĩa là tâm chân thành cung kính chân thành đến cực điểm cung kính đến cực điểm dùng tâm này niệm một tiếng a di đà phật tiêu trọng tội tám mươi kiếp sanh tử quý vị niệm một ngày không quý hóa lắm sao đã phật thất niệm phật bảy ngày tội nghiệp như thế nào cũng đều tiêu trừ được hết quý vị nói tôi dự phật thất cũng tham gia hơn cả một trăm lần rồi vì sao tội nghiệp vẫn chưa tiêu trừ hết vì quý vị không biết niệm không biết niệm này chính là cổ đức nói quý vị dùng sai tâm câu này nói rất hay quý vị dùng sai tâm rồi quý vị không phải dùng chân tâm mà là dùng vọng tâm vọng tâm niệm cũng có công đức không phải không có công đức rất nhỏ không mạnh cho nên quý vị niệm nhiều năm công phu cũng không đắc lực sự việc này bản thân bình tĩnh suy nghĩ liền sẽ rõ ràng được trong cuộc sống hàng ngày bày ra trước mắt chúng ta quý vị cho rằng sự việc nào đối với quý vị là quan trọng nhất quý vị liền rõ ràng được hiện nay người thế gian bình thường coi thứ gì là quan trọng nhất tiền tài là quan trọng nhất hưởng thụ ngũ dục lục trần là quan trọng nhất còn có người cho rằng thân thể mình là quan trọng nhất mạnh khỏe trường thọ là quan trọng nhất rất ít người xếp niệm phật vào hàng quan trọng nhất nếu như coi việc niệm phật là điều quan trọng nhất thì quý vị thành tựu rồi quý vị đi hỏi thử xem Có được mấy người coi niệm Phật là điều quan trọng nhất Họ buông bỏ dạng duyên Một lòng một dạ để niệm Phật Chúng ta tỉ mỉ quan sát thì sẽ rõ ràng hết thôi đương nhiên trong đây còn có khó khăn bởi vì đối với việc niệm phật họ chưa hiểu biết hết không biết được nó là bảo chỉ cho rằng niệm phật và chúng ta liên quan là gì liên quan đến đời sau kiếp sau không phải là liên quan hiển tiền thật sự không ngờ rằng niệm phật và cuộc sống hiện tại của chúng ta có liên quan hay không có thể giúp ta giải quyết những sự việc hiện tiền hay không quý vị thật sự niệm phật là thật sự giúp quý vị giải quyết vì sao vậy chí thành cảm thông chí thành thì có thể cảm ứng với phật a di đà vậy là thông rồi phật a di đà thật sự có thể gia trì quý vị Giá trị quý vị những gì, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Sự việc này quý vị phải biết rằng, nếu như sở cầu của quý vị không như lý, không như pháp. Quý vị không có cảm ứng. Sở cầu của quý vị như lý như pháp thì ta sẽ đạt được. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Lúc tôi còn trẻ, Tôi 33 tuổi ra ngoài giảng kinh Thời đó đồng hàng với chúng tôi tuổi tác cũng tương đồng Là Pháp sư Đức Dung Hiện nay đều không còn nữa Tôi giảng kinh đến câu ở trong nhà Phật có cầu tất ứng Là đại sư chương gia dạy cho tôi Khi giảng xong rồi sư hỏi tôi Nói Pháp sư tỉnh không à Ông nói câu này tôi có hoài nghi Tôi hỏi hoài nghi về điều gì Chính là câu ở trong nhà Phật có cầu tất ứng Tôi nói vì sao sư hoài nghi tôi cầu ba năm rồi mà không có cảm ứng tôi nói sư cầu điều gì sư nói tôi cầu một cái tủ lạnh cầu ba năm rồi một chút cảm ứng cũng không có tôi hỏi sư tôi nói xin hỏi đạo tràng của sư chúng nhiều ít sư nói chỉ có một mình tôi điều này tôi cũng không biết một mình sư ở một am tranh Tôi nói một mình hạ tất phải cần có một cái tủ lạnh Tôi tưởng chùa của sư không nhỏ Chúng ở rất nhiều Tôi mới biết được sư ở một mình trong ngôi am tranh nhỏ Tôi nói rằng vậy là sư không cần thiết nên Phật không cho sư Tôi nói tôi nhiều năm như vậy Thật sự có cầu tất ứng Sư nói ông cầu những gì Tôi cầu sách kinh Không có gì tôi cầu không được cả Tôi muốn cầu một bộ sách tư liệu Để tham khảo Trong lòng cứ nghĩ mãi Sẽ có người tặng cho tôi chỉ có một bộ sách thời gian rất dài, nửa năm mới có người tặng cho tôi trung quán luận sơ tôi cầu bộ sách này là thời gian dài nhất nửa năm thông thường những sách tư liệu tham khảo mà tôi cần thì khoảng không quá ba tháng liền có người tặng cho tôi hơn nữa bản gốc đều vô cùng đẹp đẽ vượt ngoài mong đợi của tôi tôi nói thật sự có cảm ứng gần đây tôi cầu hai bộ sách không phải là vì tôi mà vì chúng sanh tôi cầu quần thư trị yếu của đường thái tông không phải là vì tôi sách này đối với tôi không có ích lợi gì quốc học trị yếu đây là quyển sách để nghiên cứu văn hóa truyền thống xưa tôi cũng không nghiên cứu những thứ này đây không phải là vì bản thân tôi mà cầu mà là vì người có chí Vì giảng sanh ký tuyệt học Vì giảng thí khai thái bình Những nhân tài chí sĩ như vậy Tôi cầu mong cho họ Cầu được rồi Cầu được đã nhanh chóng in ra Tôi lần thứ nhất in một ngàn bộ Tặng cho những người trẻ tuổi có chí Để cho họ học Tôi dẫn niệm A-di-đà Phật Dẫn giảng kinh vô lượng thọ của tôi Không phải vì bản thân Vì người khác Cũng có thể cầu được Không thể nghĩ bạn Thật sự là ở trong nhà Phật Có cầu tức ứng Tôi cầu cho thế nhân. Cầu những gì? Cầu hóa giải xung đột. Cầu xã hội an định, cầu thế giới hòa bình. Cầu cho trái đất của chúng ta cư trú lành mạnh. Không nên xảy ra xung đột. Có ứng hay không? Có ứng. Vấn đề là con người cư trú trên trái đất chúng ta. Nếu như giống như ông Baladen người Mỹ đã nói. Những người cư trú trên trái đất này từ nay về sau bỏ ác làm thiện, cái tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm liền ứng được Chư Phật Bồ Tát thánh triết xưa nay đều là nói như vậy. Ngay nhà khoa học người Mỹ cũng là nói như vậy. Quay đầu là bờ, không cần nương tựa ai. bắt đầu từ mình bắt đầu từ nhà mình bắt đầu từ tiểu đoàn thể của mình là được rồi dùng tâm chân thành cung kính để làm Phải thật sự học tập Bốn đức trong hoàng nguyên quán Tùy duyên diệu dụng Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Chú ý hai chữ công đức công đức là gì không chấp tướng là công đức chấp tướng là phước đức không chấp tướng tùy duyên diệu dụng là tùy duyên không chấp tướng giống như trong kim kim cang nói không chấp bốn tướng không chấp bốn kiến tùy duyên vô ngã vô tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ già tướng vô ngã kiến vô nhân kiến vô chúng sanh kiến vô thọ già kiến tùy duyên như vậy là đúng rồi đem giáo huấn của cổ kim hiền triết thực tiễn vào trong cuộc sống hàng ngày oai nghi hữu tắc tắc là nguyên tắc là tiêu chuẩn chúng ta làm được tiêu chuẩn rồi dùng truyền thống xưa để nói thì tiêu chuẩn này chính là ngũ luân ngũ thượng tứ duy bạc đức trong cuộc sống hàng ngày phải làm cho được chưa làm cho người khác cảm động là chúng ta làm được nhưng chưa đủ chúng ta làm đúng cách rồi Người bình thường sẽ có cảm động. Người thiện căn sâu dày sẽ cảm động trước. Thiện căn tương đối nhẹ hơn một tí, họ sẽ cảm động sau. Chúng ta không thể coi thường chim thú Không thể coi thường cỏ cây hoa lá Vì sao vậy có đôi lúc chúng nó cảm giác Còn nhạy bén hơn con người Con người chưa cảm động chúng đã cảm động rồi đây là thật không phải giả nó cảm động rồi chúng ta liền biết trời đất quỷ thần có cảm động vì thế ở đây có ba loại trang nghiêm đích thực là trí tuệ chân thực là pháp thân vô vi đại nguyện của pháp tạng bồ tát nhiếp thọ ba loại trang nghiêm Duyên mạng rốt ráo Duyên nhập nhất pháp cụ Trí tuệ chân thật vô di pháp thân Ý nghĩa này Sâu rộng vô cùng Đoạn trước tôi đã giải thích ba loại trang nghiêm là thầy giáo, học sinh, trường học. Đại nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng là 48 nguyện. Nguyện nguyện đều có ba loại trang nghiêm. Tự hành quá tha giác mạng quý vị xem ngài làm mẫu cho chúng ta làm gương làm mô phạm cho chúng ta bốn mươi tám nguyện bản thân ngài làm được trước Sau đó mới khuyên người khác Nếu như chúng ta đem 48 nguyện Mỗi mỗi đều làm được rồi Chúng ta liền chứng nhập cảnh giới A-di-đà-phật Liên thành phật thành phật gì phật a di đà phật a di đà là danh hiệu chung không phải là chuyên chỉ cho một vị khế nhập bốn mươi tám nguyện tất cả đều là phật a di đà Đây là ý nghĩa gì? Cùng với A-di-đà Phật dung hợp thành một thể. Bất luận ở nơi nào? Bất luận ở xứ sở nào? Quý vị thử nghĩ xem có phải là quá thân của Phật A-di-đà hay không? Không sai một tí nào. phật a di đà biến khắp pháp giới quý vị hướng dẫn những người xung quanh quý vị cũng giác ngộ cũng hiểu rõ cũng phát bốn mươi tám nguyện nương nguyện thực hành quý vị nhìn lại thấy một đoàn hóa thân di đà xuất hiện trung trùng vô tận. đây là tự hành hóa tha giác mạng nhất chánh giác nhất đại giác làm thế nào để đạt đến viên mãn tự hành viên mãn quá tha viên mãn Tự hành viên mãn dường như không có vấn đề Trong quá tha viên mãn có vấn đề Còn có chúng sanh như vậy Họ chưa tiếp thu đến sự giáo hóa Của Phật Bồ Tát Làm sao có thể gọi là viên mãn Nguyện tâm quá tha viên mãn Giống như Phật A-di-đà vậy Lúc Ngài đang làm tỳ kheo pháp tạng Phát nguyện là tự hành viên mãn Năm kiếp tu hành Đem lý niệm quá tha Trí tuệ quá tha Phương pháp quá tha Đạo lý quá tha Thiện xảo phương tiện quá tha Tất cả đều làm ra Tấm gương tốt Đó chính là quá tha viên mạng Do đó Ngài chứng đắc viên mạng Ngài thành chánh giác Thành Phật rồi Đây là giác mạng Mô thức này Hình dáng này chúng ta nhìn thấy rồi chưa nhìn thấy thì không tin tưởng nhìn thấy rồi tính tâm liền sanh khởi tính tâm sanh khởi rồi bước tiếp theo là phải phát nguyện phát nguyện không hiểu được phải phát như thế nào quý vị xem xem di đà từ bi bốn mươi tám nguyện này hướng dẫn quý vị phát nguyện quý vị và phật a di đà đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh quý vị nói quý vị có thể không đến thế giới cực lạc sao Quý vị không đến thế giới cực lạc thì đi đến đâu? Trong dĩ hệ từ nói Vật dĩ loại tụ nhân dĩ quần phân Nhân dĩ quần phân là gì? Người trí đồng đạo hợp vĩnh viễn ở cùng nhau. Quý vị và Phật A-di-đà trí đồng đạo hợp. Cho nên, quý vị và Phật A-di-đà không phải là một vị, nhiều vị Phật A-di-đà. Tức là mọi người đều là những người dây quanh 48 nguyện. Quý vị nhất định thường thường ở cùng nhau. Cùng nhau này chính là thế giới cực lạc. trố tráo viên mạng trong đây không phải nhập nhất pháp cú thêm vào một chữ viên nữa viên nhập nhất pháp cũ nhập nhất pháp cũ viên viên mạng mạng trí tuệ chân thật vô di pháp thần ý nghĩa rất sâu rất rộng vô cùng vô tận hơn nữa dùng thanh tự đều là thật tướng thanh là âm thanh a di đà phật đây là âm thanh tự là văn tự âm thanh là thật tướng văn tự cũng là thật tướng vì sao vậy một thật tất cả đều thật Đều ở chỗ dụng tâm Cho nên Một câu Nam Mô A Di Đà Phật Tức là Pháp Thân Bản Thể Tức là Duyên Duyên Quả Hải quý vị nói xem như vậy không vĩ đại sao kinh văn học đến nơi này rồi tông chỉ nghĩa thú đã vô cùng rõ ràng làm cho chúng ta thật sự nhận thức được công đức chân thật của di đà danh hiệu quý vị nhận thức được nó quý vị mới tôn trọng nó quý vị mới yêu thích nó quý vị mới có thể chấp trì vĩnh viễn không bị buông lỏng Vì sao vậy? Đây chính là pháp thân bản thể, viên viên quả hạnh Câu nói này khiến cho người ta rất khó tưởng tượng. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, tôi liền chứng pháp thân rồi sao? Không sai. Quý vị chỉ cần niệm Quý vị chỉ cần thật niệm Vì sao vậy? Giảng sanh thế giới cực là quý vị liền chứng đắc Pháp thân bản thể chứng đắc rồi Duyên duyên quả hải chứng đắc rồi Pháp thân là bản thể Duyên duyên quả hải là đức dụng Duyên quả cứu cánh Duyên mạng Hải là ví dụ Sâu rộng vô cùng Trong Hoàng Nguyên Quán nói là Xuất sanh vô tận Chính là ý nghĩa này Đó là duyên duyên quả hải Một pháp thân bản thể lưu xuất ra khắp pháp giới hư không giới là một thể đáng quý là hiện nay các nhà khoa học trong những báo cáo nghiên cứu của họ đã chứng minh rồi vũ trụ và bản thân đích thực là một thể mà trong vũ trụ họ cho rằng tin tức là căn nguyên của tất cả muôn sự muôn vật tin tức là ý niệm tư tưởng của quý vị ý niệm của quý vị đây là căn nguyên của tất cả pháp ý niệm là gì rõ ràng là ý thức ý căn ý căn chính là mặt nạ điều này rất rõ ràng còn một điều không rõ ràng là A lại da Khoa học gọi là tìm ý thức Vừa giảng sanh đến thế giới cực lạc Thật sự mà nói còn chưa đến thế giới cực lạc quý vị trước lúc giảng sanh đầu tiên tiếp xúc đến là phật quan quý vị thấy phật rồi phật phóng quan tiếp dẫn quý vị đó là quan gì bốn mươi tám nguyện Quan đó chiếu soi quý vị Chính là 48 nguyện gia trì quý vị Quý vị có thể không khai ngộ được sao Phật quan vừa chiếu quý vị sẽ phiền não nhẹ trí tuệ tăng không phải là bản thân của quý vị có năng lực đoạn phiền não khai trí tuệ mà là phật quan gia trì quý vị giúp đỡ quý vị trí tuệ khai rồi phiền não của quý vị bị bao phủ trong đó vẫn chưa đoạn hết sự đoạn mất đó là công phu của bản thân quý vị phật có thể giúp quý vị khai mở trí tuệ dần dần quý vị sẽ đoạn phiền não phiền não thật sự đoạn rồi Quý vị sẽ không còn ở cõi đồng cư Cũng không ở cõi phương tiện nữa Vậy ở đâu Quý vị ở cõi thật báo trang nghiêm Đó là bản thân quý vị Thân chứng A duy diệt trí Bồ Tát Không phải là 48 nguyện của Phật A-di-đà Giúp quý vị thành tựu A à, duy diệt trí Bồ Tát Đó là thật sự quý vị đã chứng đắc được rồi Đây là Sự thù thắng vô cùng Của thế giới Tây Phương cực lạc Tra nghiêm vô cùng Thế giới phương khá không thể có được thế giới phương khác có ha tất đến thế giới cực lạc vấn đề chính là điều này ở thế giới phương khác không có duy có thế giới cực lạc là có khắp pháp giới hư không giới chỉ có thế giới này có chúng ta những người căng tánh khiếm khuyết này chỉ có niệm phật cầu sanh tịnh độ mới có thể ngay trong đời này đạt được pháp thân bản thể và duyên duyên quả hại tiếp theo dưới đây nói nãy tứ thập bá chi sở tiêu cố thể cụ bổn nguyện Nhất khí công đức diệu dùng Hữu thử danh hiệu Thị tánh đức chi bản thể Tu đức sở duyên thành Tánh tu nhị đức viên nhiếp vô dư Đều nói về công đức của danh hiệu danh hiệu của phật a di đà đoạn trước nói chính là pháp thân bản thể năng sanh tất cả pháp ở đây nói là bản thể của tánh đức năng sanh tất cả tánh đức trong hoàng nguyên quán nói với chúng ta về bốn tánh đức Tùy duyên diệu dụng là tánh đức Ai nghi hữu tắc là tánh đức Nhu hòa chất trực là tánh đức Đại chúng sanh khổ đều là tánh đức Trong Phật Pháp thông thường Thường nói Thập thiện ngũ giới là tánh đức Lục độ thập thiện là tánh đức Bốn mươi tám nguyện là tánh đức Chư Phật Bồ Tát Và tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao là tánh đức Vì chúng sanh hiện thân thuyết Pháp là tánh đức Trong thế Pháp của chúng ta Ngũ luôn là tánh đức Ngũ thường là tánh đức Tứ duy bát đức đều là tánh đức Tất cả Pháp thế xuất thế gian Duyên mạng Hàm nhiếp đều ở trong đó Đây là bản thể của tánh đức Trong tự tánh vốn đầy đủ Nhưng chúng ta ngày nay mê thức tánh đức Mê mà không gia Như vậy Mới làm cho tánh đức bị lệch lạc Lệch lạc thành thế nào? Lệch lạc thành phiền nào? vậy là vô minh phiền não trần sa phiền não kiến tư phiền não tất cả đều là sự lệch lạc của tánh đức bởi vì mê rồi không giác nữa tạo thành quả báo vốn là nhất trần pháp giới chính là Tịnh độ nơi cư trú của Pháp Thân Bồ Tát Vậy là Báo Độ Cũng gọi là Pháp Tánh Độ Pháp Tánh Thân Chứng Pháp Tánh Độ Người Minh Tâm Chiến Tánh Sau khi mê rồi Pháp tánh độ liền biến thành thập Pháp giới Càng mê càng sâu Biến thành lục đạo Biến thành tam đồ Biến thành địa ngục Cảnh giới mê tình Sở hiện Tu những gì? Tu không có gì khác, chính là tu chánh. Sai rồi, sai rồi thì làm cho nó đúng đáng trở lại. Hư rồi thì sửa chữa nó lại. Là ý nghĩa này vậy. Làm cho nó trở về với tánh đức. Là đúng rồi. Cũng tức là Khiến cho chúng ta Từ tập tánh Trở về bản tánh Bản tánh bổn thiện Tập tánh bất thiện Cho nên vậy chúng ta Bỏ ác làm thiện phải phát huy thiện rộng lớn thiện là tánh đức bất thiện là nghiệp chướng tạo tác nghiệp chướng nghiệp sở hiện là khổ quả khổ quả của lục đạo luân hồi trong pháp thân bản thể tánh đức tu đức tất cả đều hàm nhiếp ở trong đó cho nên cõi thường tịch quan cõi thật báo trang nghiêm là tánh đức thành tựu được. Cõi phương tiện hữu dư, cõi phàm thánh đồng cư, là tu đức thành tựu được. Tu tịnh, tu tâm thanh tịnh, sở cảm được là cõi phương tiện tu nhiễm là tu những gì tu tham sân si mạng tu tự tư tự lợi tu ngũ dục lục trần đó chính là hiện lục đạo luân hồi Bất luận là tỉnh hay là nhiễm, Bất luận là thiện hay là ác, Những thứ y báo chánh báo trang nghiêm này, Cũng không ra ngoài pháp thân, Pháp thân bản thể sợ biến hiện ra thôi, Cho nên nó là một không phải là hai, dưới đây nói nay bốn mươi tám nguyện thiên về niệm phật câu này rất quan trọng chúng ta không thể bỏ qua được vì sao vậy nguyện nguyện đều nhiếp quả đức của phật đây là bốn mươi nguyện 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 đều từ quả đức trong quả đức của phật mà hiển lộ ra thế nên mỗi mỗi đều hiện vô di pháp thần nói cách khác mỗi mỗi đều là vô di pháp thần tôi nói như vậy mọi người dễ hiểu hơn rồi toàn ý nghĩa đều là như vậy Nên có thể nói là nhiếp pháp thân vậy Mỗi một nguyện chính là pháp thân Các nguyện dung hòa vào nhau không ngăn ngại Trong một nguyện, bất kỳ một nguyện nào đều viên mãn đầy đủ bốn mươi bảy nguyện khác không có ngoại lệ điểm này chúng ta phải hiểu được nguyện cuối cùng trong bốn mươi tám nguyện là phật a di đà đặc biệt vì bồ tát thế giới phương khác mà phát nguyện Bồ Tát thế giới phương khác Nếu như là người có duyên Nghe được câu danh hiệu này Thì công đức lợi ích thu thắng mà họ đạt được Và Bồ Tát ở thế giới cực lạc Không có gì khác nhau Điều này thật không thể nghĩ bàn Sau đây nói rõ thêm bước nữa Mỗi một nguyện đều hàm chứa Nguyện vô lượng không thể nghĩ bàn Vô thượng thù thắng Vô cùng vô tận Câu này khiến cho chúng ta Thể hội được sâu sắc hơn về mười phương tam thế vô lượng chư phật đã chứng đắc pháp thân vô lượng bồ tát đang hướng đến phương hướng này mục tiêu này mà tinh tấn tất cả những người này bất luận là nhân địa hay là quả địa đã phát đại nguyện vô lượng đều không ra khỏi bốn mươi tám nguyện này. Bốn mươi tám nguyện không nhiếp tất cả quan nguyện của chư Phật Bồ Tát. đương nhiên là không có hạn lượng. Nói rõ hơn tức là nói bốn mươi tám nguyện cũng chỉ là giả danh tùy thuận chúng sanh thật ra là bổ nguyện vô lượng vậy ý nghĩa này chính là nói sơ là bốn mươi tám điều triển khai bốn mươi tám điều ra là Bổ nguyện vô lượng Đem những thiện nguyện mà mười phương ba đời chư Phật đã phát Được bao gồm vào trong đó rồi Tương ưng với tánh đức Câu này rất quan trọng Tương ứng với tánh đức là thiện pháp Nhân tịnh vốn thiện Nhân chi sơ tánh bổn thiện Đây là thiện Không tương ưng với tánh đức Đó là bất thiện Tu hành không có gì khác Chính là Đem những pháp bất thiện trái ngược với tánh đức Buông bỏ hết Trở về với bản thiện Vậy là đúng rồi Trong nhà Phật nói Hồi đầu thị ngạn Chính là ý nghĩa này vậy lại số lượng của bổ nguyện tuy là vô lượng thật sự là vô lượng quý vị xem nhà phờ thường nói thập thiện không nhiều mười điều thân ba miệng bốn ý ba thân không sát sanh không trộm cắp không tà dâm miệng không nói dối không nói hai lưỡi không nói thêu dệt không nói a ý không tham không sân không si quý vị xem tóm lại rất đơn giản mười điều thôi trong tiểu thừa Đem nó triển khai Thành bao nhiêu điều Ba ngàn oai nghi Là trong tiểu thừa Thập thiện biến thành ba ngàn điều thiền Trong đại thừa Bồ Tát triển khai ra Lại càng nhiều hơn là tám dạng bốn ngàn tí hành chỉ là mười điều triển khai thành tám dạng bốn ngàn điều ngày nay ở đây bốn mươi tám nguyện vừa triển khai thành vô lượng không thể nghĩ bàn thù thắng nguyện triển khai thêm nữa là vô lượng không thể nghĩ bàn vô thượng thù thắng đại nguyện quy nạp lại chính là bốn mươi tám nguyện quy nạp lại bốn mươi tám nguyện này chính là một câu danh hiệu như vậy mới hiển thị ra được công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn cuối cùng ở đây đưa ra tổng kết bốn mươi tám nguyện thật sự mà nói bổ nguyện vô lượng vậy Lại số lượng của bổ nguyện tuy là vô lượng Nhưng rốt ráo chỉ là nhất pháp cứu vậy Nhất pháp cứu này chính là A-di-đà-phật Nếu thêm vào Nam-mô thì chính là sáu chữ Nam-mô A-di-đà-phật sáu chữ hồng danh dù gì Pháp thần chúng ta xem đoạn tiếp theo thậm chí đối với cách giải về siêu thế các nhà đều khác nhau. Đây chính là pháp sư đại đức giảng kinh. Một số đại đức chú giải kinh. Họ có những kiến giải khác nhau. Nghĩa tịch nói là Địa vị siêu thắng địa Tiền thế gian Nên gọi là siêu thị Siêu là siêu vị Thắng là thắng qua Địa tiền Bồ Tát Những vị thứ này Chính là sơ địa về trước Nói cách khác Sơ địa trở lên gọi là Siêu thị Tiêu chuẩn này cao Cảnh Hưng nói Địa tiền là thập hướng Duyên mà lại phát tâm nữa Đều gọi là đĩa tiền vậy Các sư thiện đạo Đàm loan Thì có khác nhau nhiều nhận biết của họ không giống nhau như sư đàm loan nói pháp tạng bồ tát ở chỗ thế gian tự tại vương phật mà ngộ được vô sanh pháp nhận lúc đó vị danh thánh chủng tánh đây là trong Kim anh lạc nói vậy Loại thứ bốn trong sáu loại chủng tánh chính là Thập địa Bồ Tát Ở trong tánh này phát 48 nguyện Đây là cách nói của Sư Đàm Loan Đại sư Thiện Đạo cũng phán rằng Phá tâm của thập địa Bồ Tát Nên đều là dược xa cách nói của địa tiền Địa tiền đã rất cao rồi Địa tiền là Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng Đại sư Thiện Đạo Đại sư Đàm Loan Đều cho rằng Đây là thập địa Bồ Tát Thập địa đi lên nữa Chính là đẳng giác Bồ Tát đây là nói phật a di đà lúc pháp bốn mươi tám nguyện ngài là bồ tát cấp bậc như thế nào nghĩa tịch cảnh hưng họ cho rằng là sơ địa bồ tát mà sư thiện đạo sư đàm loan họ cho rằng là thập địa bồ tát cấp bậc sai biệt rất nhiều lại nữa đại nguyện của pháp tạng bồ tát không những siêu việt tam thừa Mà còn siêu diệt các nguyện của chư Phật Đây là sự thật Kinh nói Pháp tạng đầu tiên phát nguyện Bèn nói Tôi lập nguyện này Đều vừa qua vô số chư Phật quốc độ Điều này có kinh văn có thể chứng minh được. Chúng ta ngay trong bộ kinh này đích thực đã nhìn thấy có câu này. Có thể thấy địa vị của ngài đã rất cao rồi. Nếu như là sơ địa Bồ Tát không thể nói câu nói này được trong tưởng tượng thông thường của chúng ta thì ít nhất cũng là thập địa bồ tát mới có tư cách nói câu nói này hậu xuất kệ kinh cũng có câu như vậy Phát nguyện vượt qua chư Phật Thệ chương thứ hai mươi tư Phát nguyện chính là bốn mươi tám nguyện Siêu diệt chư Phật Thệ nguyện thứ hai mươi tư cụ thể là Hạ lão hội tập bản này đã dùng thể nguyện thứ 24 48 nguyện Trong năm nguyên bản dịch tất cả đều quan tâm đến Bởi vì trong năm nguyên bản dịch nói 24 là có hai bạn. Nói 48 nguyện cũng có hai bản Nói 36 nguyện có một bản Cổ Đức Từ những điểm này Khẳng định Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế Nhiều lần tuyên giảng Không phải là một lần Một lần Nguyện này vô cùng vô cùng quan trọng Không thể có sự sai biệt lớn đến như vậy hai mươi tư chương chính là hai bốn nguyện, bốn mươi tám nguyện, ba mươi nguyện. Nếu như chỉ giảng một lần, hậu nhân kết tập kinh tạng không thể kết tập pháp như vậy được.ít nhất là ba lần tuyên giảng khác nhau. Đây là điều rất đặc biệt phật nam xưa tại thế giảng tất cả kinh chỉ giảng một lần không giảng đến lần thứ hai duy chỉ có kim vô lượng thọ rất đặc thù cho nên phán đoán là phật nam xưa tại thế nhiều lần tuyên giảng trong kinh thành tựu văn viết di diệu kỳ lệ thanh tịnh trang nghiêm siêu vô thập phương nhất thiết thế giới lại nói đến a di đà phật quan trung cực tôn phật trung chi vương câu trước Di diệu kỳ lệ thanh tịnh tra nghiêm Siêu du thập phương thế giới Đây là Siêu diệt quốc độ chư Phật Ở đây nói đến siêu thị Ngã kiến siêu thị chi Thế giới Tây Phương cực lạc Siêu diệt tất cả thế giới của chư Phật Y báo thù thắng Cầu quan trung cực tôn Phật trung chi dương Đây là chánh báo thù thắng Chánh báo cũng siêu diệt rồi Chúng ta Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển Chánh báo siêu diệt thì y báo làm sao mà không siêu việt được. Đoạn nhỏ này Trích dẫn kinh văn Chứng minh rằng Sự thu thắng của thế giới cực lạc Thế giới cực lạc đích thực là Siêu diệt tất cả chư Phật quốc độ Quang trung cực tôn Phật trung chi dương Là mười phương ba đời chư Phật Tất cả chư Phật như lai Tán thán đối với Phật A-di-đà Chứ không phải là một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tăng tháng Cho thấy nguyện siêu thế của Pháp Tạng Bồ Tát Cũng siêu diệt nguyện của chư Phật Câu nói này chúng ta nghe được rồi Không hoài nghi chút nào chúng ta có thể chấp nhận. Vì sao vậy? Vì trong kinh điển đại thừa nói rất nhiều. Đức Phật nói: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của quý vị Siêu diệt người khác Sự thật chính là siêu diệt Y báo chánh báo đều siêu diệt Đó là đạo lý rất tự nhiên vậy thôi Trong Kim Hoa Nghiêm cũng nói rất hay Tất cả Pháp thế xuất thế gian Duy tâm sở hiện Duy thức sợ biên Tâm là bình đẳng Tâm hiện ra là bình đẳng Nguyện thì lại khác Nguyện là từ thức sanh ra Thức là phân biệt chập trước Mỗi mỗi không tương đồng Nguyện của Di Đà Thù thắng hơn nguyện của mười phương chư Phật Rất nhiều Nguyện của mười phương chư Phật tương đối chung chung Thí dụ như nguyện chung của chư Phật Phật ở trong kinh nói với chúng ta là bốn nguyện Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phiền não vô biên thể nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Đây là nguyện chung của tất cả chư Phật quy nạp lại thì không ra ngoài bốn nguyện này bốn mươi tám nguyện của phật a di đà và bốn nguyện này hoàn toàn tương ưng nguyện nguyện đều tương ưng bốn nguyện nói rất chung chung, bốn mươi tám nguyện nói rất rõ ràng, giống như pháp luật điều văn giống nhau. bốn nguyện là tổng cương lạnh, bốn mươi tám nguyện là tí mục trong đây. Quý hóa nhất là chúng ta phải ghi nhớ. Lúc pháp tạng Bồ Tát phát nguyện này, ngài chưa thành Phật. Ngài là Bồ Tát. Chúng ta thấy được từ đại sư Thiện Đạo, những vị tổ sư đại đức này, kiến giải của họ là Bồ Tát thập địa trở lên rất gần với phật nguyện mà ngài phát đã hoàn toàn thực hiện rồi không có một nguyện nào sơ xuất điều này làm tấm gương tốt cho chúng ta nói lời phải biết giữ lời nói được phải làm cho được vậy mới khiến người ta khâm phục như vậy mới có thể khiến đại chúng tôn trọng Học tập theo quý vị Nếu như quý vị nói được mà không làm được Thất tính đối với người Vậy thì khó rồi Chúng ta xem tiếp câu dưới đây Thế giới cực lạc Vô lượng thanh tịnh trang nghiêm Toàn hiển đương nhân tự tánh Tâm tác tâm thị Lý sự vô ngại Một câu này Quá thù thắng rồi Trong đây quan trọng nhất là Đương nhân tự tánh Tâm tá tâm thị Đối với chúng ta mà nói Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Giảng sanh đến thế giới cực lạc Phật A-di-đà Đem y báo chánh báo trang nghiêm nơi đó Đã kiến lập lên rồi Chúng ta có thể tham dự là tự tánh của chúng ta Trước đây tôi đã nói Cùng với Phật A-di-đà Đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh Chính là tự tâm của chúng ta Tâm tác tâm thị Cảm ứng như vậy Chúng ta có cảm Phật liền có ứng Phật có cảm chúng ta có ứng Cảm ứng đạo giao tương dung tương nhập Thanh tựu tịnh độ tra nghiêm thù thắng vô cùng hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật